Cô xin chào tất cả các em học sinh khối 2 thân yêu. Cô rất vui được đồng hành cùng các em qua tiết tiếng Việt ngày hôm nay. Ở tiết học trước, các em đã được học cách nói lời ngạc nhiên, thích thú, lời khen ngợi. Vậy, để nói lời tự giới thiệu về bản thân mình sao cho thật hay, thật ấn tượng với người nghe thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Bài học hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu. Đó là nói và viết lời tự giới thiệu. Bây giờ em hãy quan sát bức tranh sau. Cô có bản giới thiệu của một bạn nhỏ. Các em hãy đọc bản giới thiệu của bạn nhỏ và cho cô biết đây là bản giới thiệu của ai nào. Đúng rồi, đây là bản giới thiệu của bạn Lê Đình Anh. Vậy bây giờ các em hãy đọc kỹ phần tự giới thiệu của bạn Lê Đình Anh và cho cô biết bạn Đình Anh tự giới thiệu về những điều gì nào? Ô về mình nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem bạn giới thiệu về những gì về mình nhé. Đầu tiên, bạn nói về tên của mình là Lê Đình Anh. Tiếp theo, bạn cho biết tên thân mật của bạn là Bin. Vậy hai ô này cho ta biết là tên của bạn và tên thân mật của bạn. Tiếp theo, bạn nói bạn thích học vẽ, thích nuôi chó, thích đá bóng. Ba điều này cho ta biết là gì? Sở thích của bạn. Và cuối cùng, ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Vậy đây chính là ước mơ của bạn, rất là chính xác. Vậy bây giờ các em đã trả lời được, bạn Đình Anh tự giới thiệu những điều gì về mình chưa nào? Đúng rồi, đó là đầu tiên bạn giới thiệu tên và tên thân mật của mình. Sau đó bạn giới thiệu về sở thích của mình. Và cuối cùng bạn nói về ước mơ của bạn sau này. Qua phần tìm hiểu về phần tự giới thiệu của bạn Đình Anh. Em thích nhất điều gì trong phần tự giới thiệu của bạn? Các em có thể nói theo tùy ý của mình. Mình thích cái gì trong phần giới thiệu của bạn? Có thể là mình thích về cái tên của bạn, cái tên pin của bạn nghe rất là dễ thương. Hoặc là mình thích về cái sở thích của bạn, bởi vì cái sở thích của bạn là giống mình, là thích chơi bóng đá, thích nuôi chó, hoặc là thích học vẽ. Câu hỏi này các bạn tùy ý theo nói theo ý thích của mình. Vậy em có nhận xét gì về cách bạn Đình Anh viết lời tự giới thiệu? Cô cũng đồng ý với ý kiến của các bạn. Đó là bạn Đình Anh giới thiệu rất là đầy đủ, rõ ràng các thông tin chính, nổi bật về bản thân của mình. Như vậy, qua phần tìm hiểu về cách giới thiệu của bạn Đình Anh, các em đã rút ra được mình để giới thiệu về bản thân mình sẽ giới thiệu như thế nào chứ nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhắc lại, cùng cô nhắc lại nhé. Đầu tiên, để giới thiệu về bản thân chúng ta sẽ giới thiệu về, đúng rồi, họ và tên thân mật hay còn gọi là cái biệt danh, cái tên thường gọi ở nhà của mình. Và tiếp theo đó là mình giới thiệu về sở thích. Thì sở thích thì có rất rất là nhiều sở thích. Có bạn giới thiệu về sở thích về môn học nè, sở thích về nuôi thú cưng nè, hoặc là sở thích về trò chơi, hoặc là sở thích về màu sắc, hoặc là sở thích về các món ăn. Còn rất 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 là nhiều cái sở thích nữa. Và tiếp theo sở thích là mình sẽ giới thiệu về ước mơ và nghề nghiệp của mình sau này. Đây là những cái nội dung chính của phần giới thiệu về bản thân mà chúng ta không thể nào thiếu. Ngoài ra, các bạn có thể giới thiệu thêm nữa là về khi mình giới thiệu về họ và tên thân mật, mình có thể giới thiệu thêm về mình học ở lớp mấy, trường gì, nếu mình còn đang đi học. Các em nhớ chưa nào?
Vừa rồi, các em đã cùng cô tìm hiểu cách giới thiệu về bản thân của mình. À, bây giờ các em hãy dựa vào cái sơ đồ cô vừa hướng dẫn và các em hãy tập nói giới thiệu về bản thân của mình đi nào. Cô sẽ dành cho các em 3 phút để tập nói. 3 phút bắt đầu. Như vậy, các em vừa giới thiệu về tập giới thiệu về bản thân của mình. Các em hãy nhớ khi mình giới thiệu về bản thân của mình với ai đó thì các em phải tự tin nói to, rõ ràng, gãy gọn thì để người nghe cảm thấy cuốn hút và ấn tượng. Thật là ấn tượng. Các em nhớ chưa nào? Vừa rồi các em đã luyện nói lời tự giới thiệu về bản thân. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo là luyện viết lời tự giới thiệu. Em hãy viết 2 đến 3 câu giới thiệu về bản thân của mình. Thì để giới thiệu về bản thân thì các em phải cần nhớ cho cô. Thứ nhất là gì? Mình phải giới thiệu, đầu tiên mình phải giới thiệu họ và tên của mình. Rồi sau đó giới thiệu tên thân mật hay là biệt danh ở nhà hay là tên thường gọi ở nhà là gì. Rồi sau đó mình giới thiệu về sở thích thì có rất là nhiều sở thích. Và cuối cùng là ước mơ hoặc nghề nghiệp tương lai sau này của mình. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn các bạn viết từng câu. Các bạn nhớ cho cô, các em nhớ cho cô, khi viết các em phải viết hoa, các em phải viết câu rõ ràng, cuối câu nhớ là có dấu chấm. Cứ hết một ý các em chấm cho cô, các em nhớ chưa nào? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em viết. Đầu tiên, giới thiệu họ và tên. Ví dụ cô giới thiệu là em tên là Lê Minh Anh, tên thân mật của em là Sunny. Rồi về sở thích, bạn này có sở thích là, sở thích của em là đọc sách, xem tivi và học tiếng Anh. Và tiếp theo là về ước mơ. Thì bạn này ước mơ là, ước mơ của em là một trở thành một giáo viên dạy tiếng Anh. Các em nhớ cho cô, khi viết câu các em nhớ là cuối câu phải có dấu chấm, cứ hết một ý mình chấm. Các em nhớ chưa nào? Từ cái ba ý này mình sẽ viết lại. Mình viết từ ba ý trên cô vừa hướng dẫn, cô sẽ viết lại thành một bài giới thiệu như sau. Các em nhớ, khi mình viết một bài giới thiệu, một đoạn giới thiệu thì đầu tiên các bạn phải lùi vào vào cho cô một ô. Câu đầu tiên các bạn phải lùi vào cho cô một ô và nhớ sau hết một câu các em chấm và viết tiếp luôn câu tiếp theo.
Em nhớ chưa nào? Đây là một bài hoàn chỉnh cô mới vừa hướng dẫn các em viết vừa rồi. Và cô xin giới thiệu vào một bài khác nữa. À, ở bài này, bạn này có viết thêm là lớp của mình sau khi giới thiệu tên và tên thường gặp, thường gọi ở nhà. Bạn đó mở rộng thêm là bạn viết thêm giới thiệu về lớp học của bạn và học trường nào. Và sau đó bạn mới viết tới sở thích của bạn. Các em có thể thêm viết thêm vào. Nếu bạn nào có khả năng viết tốt thì mình có thể viết thêm vào các em nhé. Để cái bài giới thiệu của mình cảm thấy ấn tượng hay hơn. Các em về nhà vào mở vào phiếu bài tập rồi chụp hình gửi cho cô xem nhé. Bài học đến đây là kết thúc. Cô chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi, cố gắng giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nhé. Nhớ cẩn thận thực hiện quy tắc 5K của Bộ Giáo dục, Bộ Y tế nhé. Mến chào các em.